Ở đây mình sử dụng mạch mở rộng 12 đầu ra output. Trên mạch có hai suối gạt để set ID cho mạch. Một mạch này sẽ set được tối đa 4 ID, mình đang để là ID 1, và hai switch để set tốc độ truyền, cũng có 4 tốc độ truyền để thay đổi. Mình đang để tốc độ truyền lớn nhất là 57.600. Mình sử dụng một con PLC của Delta mã 14S2. Con PLC này sẽ giao tiếp với mạch qua cổng RS-485 2 dây này. 2 dây trên mạch và 2 dây 485 ở PLC đây. Thì ở code mình đã lập trình làm 12 đầu ra trung gian, M1 đến 10, M12 sẽ tương ứng với 12 đầu output trên mạch. Ở đây mình đang để ID 1 và tốc độ truyền là HB1 là 57.600. Mình sẽ test cho mọi người xem, mình kích từng coi một. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 này. Tắt toàn bộ này. Bật toàn bộ này. Tắt từng con lẻ 5, 9 này. Tắt con 12 này. Ok, bật toàn bộ. Đây là đăng ID 1, mình sẽ test giao tiếp với ID 2 trên chương trình, mình sửa ở đây thành ID 2. Đây, K2. Ok. Thì đây là đang giao tiếp với ID 2 này. Thì mọi người có thể thấy là khi mình tắt toàn bộ này, thì trên chương trình đã tắt nhưng mà mạch vẫn không thay đổi trạng thái, bởi vì mạch vẫn đang để là ID 1. Đấy, thì bây giờ mình sẽ sửa trên mạch thành ID 2. Đầu tiên mình tắt nguồn. Tắt nguồn này. ID 2 sẽ là switch 1 là on, switch 2 là off. Đây, đã rồi ID 2. Rồi mình bật mạch lên, bật nguồn lên. Giờ ví dụ mình kích, bắt đầu kích kích con out số 2. Đấy. Out số 8, out số 5, bật toàn bộ. Tắt toàn bộ. Ok. Bật toàn bộ này. Nếu ai cần thì có thể liên hệ mình sẽ gửi cho mọi người cái đoạn code mẫu này để mọi người tham khảo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này.